Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine Kế hoạch chấn động của Barack Obama và Deep State thì ra việc kết tội Hunter Biden là để tạo cơ hội cho Michelle Obama tiến lên. Xóa ngôi đô la, nhân dân tệ trở thành ngoại tệ chính của Nga. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Chính thưa quý vị, hôm thứ năm ngày 13 tháng 6, ông Joe Biden đã giới thiệu một số cam kết quan trọng mới của Mỹ đối với Ukraine, bao gồm thỏa thuận an ninh song phương có thời hạn 10 năm. Ông Biden trong cuộc họp báo tại Ý với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, những nỗ lực tập thể của G7 cho thấy rằng tổng thống Nga Vladimir Putin không thể chờ đợi chúng ta. Ông ấy không thể chia sẻ chúng ta và chúng ta đã sát cánh cùng Ukraine cho đến khi họ thắng thế về thỏa thuận song phương ông biden cho biết mục tiêu là củng cố khả năng phòng thủ và răng đe đáng tin cậy của ukraine trong dài hạn ông nhắc lại quan điểm của mình rằng quân đội mỹ sẽ không chiến đấu ở ukraine nhưng hoa kỳ sẽ cung cấp cho họ vũ khí zelensky gọi đây là ngày lịch sử sau khi ký thỏa thuận mạnh mẽ nhất giữa ukraine và mỹ kể từ khi chúng tôi độc lập Ông Zelensky được hỏi kế hoạch dự phòng của ông là gì nếu Tổng thống Mỹ tiếp theo không tuân thủ thỏa thuận này. Nhưng ông gợi ý rằng miễn là người Mỹ ủng hộ Ukraine thì Tổng thống Mỹ cũng sẽ như vậy. Ông nói, nếu người dân ở bên chúng tôi thì bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng sẽ ở bên chúng tôi trong cuộc đấu tranh vì tự do này nhấn mạnh đến tài sản bị phong tỏa của Nga. Ông Biden cho biết kế hoạch đã được truy bẫy đồng ý là một lời nhắc nhở khác đối với ông Putin rằng chúng tôi sẽ không lùi bước. Nói chung, đây là một loạt hành động mạnh mẽ và sẽ tạo ra nền tảng vững chắc hơn cho sự thành công của Ukraine sau khi ông Biden gần đây ký cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào một số khu vực của Nga, giới hạn việc sử dụng ở các khu vực gần vùng Kharkiv do Nga chiếm đóng ông được hỏi liệu ông có cân nhắc mở rộng các thông số đó để cho phép tấn công tầm xa hơn hay không ông cho biết chính sách của ông vẫn phản đối điều đó ông zelensky được hỏi về sự hỗ trợ bổ sung từ mỹ và các quốc gia khác sẽ giúp ông có mặt trên chiến trường trong bao lâu ông nói vấn đề không phải là viện trợ kéo dài bao lâu mà quan trọng hơn là sự đoàn kết giữa các quốc gia sẽ kéo dài được bao lâu về phần mình ông biden cam kết ukraine sẽ có những gì họ cần kế hoạch chấn động của Barack Obama và Deep State, thì ra vì kết tội Hunter Biden là để tạo cơ hội cho Michelle Obama tiến lên. Quý vị thân mến, quý vị hãy sẵn sàng cho lễ đăng quang của Michelle Obama với tư cách là ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống tại Đại hội DNC tháng 8. Lão Chu không thể là ứng cử viên của đảng Dân Chủ được. Đầm lại DC và Deep State biết điều đó họ hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Với việc Biden đứng đầu đảng, toàn bộ đảng Dân Chủ sắp sụp đổ như Hindenburg. Thứ hai, đảng Dân Chủ phụ trách đã xem các cuộc thăm dò. Tổng thống Trump đang chiếm ưu thế trong một trận lỡ đất. Ông ấy đang càng quét các bang chiến trường vì Trump mà cả nước Mỹ đỏ bừng. Đảng Dân Chủ và Deep State thực sự hiểu rằng, rõ ràng là cựu tổng thống Trump không thể đánh bại bởi một người đàn ông già nua, yếu ớt, thiếu năng lực, suy nhược, mắc chứng mất trí nhớ và mặt tả lót. Vì vậy, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho sự trở lại của Michelle Obama. Bước đầu tiên trong kế hoạch này là kết tuổi con trai Tổng thống Joe Biden. Như dân biểu đảng Cộng hòa Andy Otles đã nói trong một tuyên bố cho rằng, vì kết án Hunter Biden trong vụ án liên quan đến súng liên bang có thể tạo ra sơ hở và tiền đề cho Michelle Obama tranh cử vào Tòa Bạch Ốc Outlet đã phản ứng với phán quyết trên buổi sáng với Maria của Fox Business hôm thứ Tư và nhấn mạnh sự cần thiết phải theo đuổi công lý trước khi đề nghị Tổng thống Biden có thể rút lui khỏi cuộc đua trong bối cảnh con trai ông ta bị tuyên án có tội. Ông nói, nói như vậy tôi nghĩ nó cũng tạo ra cơ hội cho các đảng viên đảng Dân Chủ như Michelle Obama ở đây. Gia đình Biden có thể nói, này, chúng tôi sẽ chăm sóc ngôi nhà của mình, chúng tôi sẽ chăm sóc con trai chúng tôi, rồi cho phép Michelle Obama vào và thay thế tôi. Bởi vì một lần nữa, Joe Biden không thể thắng cuộc bầu cử này và họ biết rằng họ đang rất khao khát một ứng cử viên khác. Oslet nói thêm, Mặc dù bà cựu đệ nhất phu nhân Michelle từng tuyên bố rằng bà ta không tìm cách quay lại tòa bạch ốc để tranh cử tổng thống, Cụ thể, văn phòng của bà hồi đầu năm nay cho biết Michelle Obama sẽ không tranh cử tổng thống, đồng thời cho biết Obama ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên, lời nói của bất kỳ đảng viên dân chủ nào cũng đều không đáng tin và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Michelle vào thay thế Biden. Nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa cũng đã đưa ra ý tưởng rằng Obama có thể thay thế Biden trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, bao gồm dân biểu Marjorie Tyler Green và thượng nghị sĩ Ted Cruz. Thưa quý vị, con trai của Tổng thống Hunter Biden đã bị kết án 3 tội nghiêm trọng về súng hôm thứ Ba sau phiên tòa kéo dài một tuần. Tổng thống Biden cho biết trong một tuyên bố sau phán quyết rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của vụ án này. Trong lần xuất hiện vào hôm thứ Tư trên Fox Business, Outlet lặp lại tuyên bố của chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump về bản án. Một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử cho biết, việc kết án hình tờ Biden là sự sao lãng khỏi những cáo buộc nghiêm trọng về tham nhũng chống lại gia đình Biden. Outlet cho rằng, phán quyết có tội hoàn toàn là một sự đánh lạc hướng. Hãy nhìn xem, rõ ràng chúng ta luôn cần theo đuổi công lý. Như đã nói, gia đình tội phạm Biden có tội lấy hàng chục triệu đô la từ nước ngoài. Đó phải là chủ đề chính của cuộc trò chuyện. Đó là điều đáng bị truy tố và xét xử tại tòa án. Ông nói, nhiều đảng viên đảng Cộng hòa và các đồng minh của cựu Tổng thống Trump đã cáo buộc rằng ông Joe Biden đã thu lợi từ các giao dịch kinh doanh của con trai ông ta. Nhưng đến nay vẫn chưa bị truy tố. Một cuộc điều tra luận tội về vấn đề này cũng đã bị đình trệ trong những tháng gần đây. Xoắn ngôi đô la, nhân dân tệ trở thành ngoại tệ chính của Nga. Thưa quý vị, Ngân hàng Nga CBR đã thông báo hôm ngày 13 tháng 6 rằng tỷ giá hối đoái nhân dân tệ RUB hiện sẽ thiết lập quỹ đạo cho các cặp tiền tệ khác trên sàn giao dịch Moscow MOEX, bao gồm cả euro và đô la. Tuyên bố này được đưa ra khi vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ khiến MOEX phải tạm dừng giao dịch bằng đô la và euro hôm ngày 12 tháng 6. Vương quốc Anh cũng đã làm theo Mỹ, đưa ra các hạn chế đối với hệ thống tài chính của Nga. Các giao dịch bằng đô la Mỹ và euro sẽ tiếp tục trên thị trường phi tập trung OTC. Ngân hàng Nga cho biết, tỷ giá hối đoái nhân dân tệ và rúp sẽ trở thành điểm tham chiếu cho các bên tham gia thị trường. Tỷ trọng của nhân dân tệ trong giao dịch trên sàn giao dịch Moscow vào tháng 5 là 54%. Do đó, nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền chính trong giao dịch hối đoái theo cơ quan quản lý tỷ trọng của đô la và euro trên thị trường nga đã liên tục giảm trong hai năm qua do dòng chảy thương mại chuyển hướng sang phương đông và sự thay đổi trong đơn vị tiền tệ thanh toán rút nhân dân tệ và các loại tiền tệ khác nga đã tích cực bắt đầu thay thế đồng đô la và euro trong thương mại nước ngoài trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương tây áp đặt liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine Thưa quý vị, nước này đã giảm đáng kể số lượng tài khoản ngân hàng và giao dịch giữa các công ty và tổ chức tài chính có liên quan đến tiền tệ phương Tây. Trước cuộc xung đột thì tỷ lệ đô la Mỹ và euro trong các giao dịch thanh toán của Nga là khoảng 90%. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu vào tuần trước tại phiên họp toàn thể tại diễn đàn kinh tế quốc tế Petersburg rằng tỷ lệ thanh toán cho hàng xuất khẩu của Nga bằng các loại tiền tệ độc hại đã giảm một nửa. Ông Putin tuyên bố tỷ lệ rút trong các hoạt động thương mại nước ngoài của Nga tiếp tục tăng, trong khi thanh toán bằng các loại tiền tệ của những quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga đang giảm đi. Moes cũng cho biết vào thứ Năm rằng, việc đình chỉ giao dịch bằng đô la và euro ảnh hưởng đến giao dịch kim loại quý, cũng như giao dịch cổ phiếu và tiền tệ trên các thị trường giao dịch công khai lớn của Nga. Ngoại trừ đô la và euro, tất cả các công cụ tài chính khác vẫn hoạt động. Thị trường phát sinh cũng không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra như thường lệ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BCV ePost Time.